phải được đến gần năm rồi ấy. Không phải là mới đâu, fan cứng rồi đấy. Làm live stream nào cả lên cả chiêu khoa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên phòng tầng 3 tầng 4 mét. Tầng 1 thành 4 mét nó có bao nhiêu không? Có được vừa không máy không? Không. 40 mét thì không thăng hành gì gì. Bê lên là bê lên tầng 3. Anh chả thích mà cũng chẳng ghét mà nó nằm ở Sài Gòn, anh ở nhà một mình. Động viên tinh thần lúc ở nhà. Thế trẻ con nhà em lớn rồi chứ? Hai đứa con nó ở Sài Gòn. Thế là ngoài này thì ông bà. Ông bà là ai? Mất anh ấy mất hết. Thế có mình em ở đây ạ? Thế anh em. Nhiều bát ít bát thì hướng dẫn anh chỉnh vào cái nút cụ thể là nó tổng thể luôn. Ok luôn. Không có xe thì vứt lên xe đi, có anh có đủ phương tiện.